gọi là hoàng tử coi, thì tất cả đứng trên góc độ về tài chính mà nói là gì? Ông là người ăn cháo rồi đá bát. Đó là một hành động mà tôi nghĩ nó là một biểu hiện của sự lươn lẹo. Một vài ngày sau, và Thái Phạm ngàn lời xin lỗi Elon Musk, xin lỗi anh bởi vì hiểu nhầm ý của anh, xin lỗi anh bởi vì anh tưởng anh nhân vật phản diện mà không ngờ anh nhân vật chính diện. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và lại là tôi đây, tối thứ ba hàng tuần, 8 giờ tối. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một chủ đề, đó là thế giới này, đó, Elon Musk, một lời xin lỗi. Và Thái Phạm nghĩ rằng là không phải thế giới mà thế giới tài chính, cũng như bản thân Thái Phạm xin lỗi Elon Musk, ngàn lời xin lỗi. Và có lẽ là thế giới này sẽ nhiều người xin lỗi anh, bởi vì cứ nghĩ anh là một trong người yêu thích Bitcoin. Không ngờ rằng là anh bằng những dòng tweet của mình đã chứng minh là Bitcoin thực sự không đáng giá như vậy. Và lý do tại sao lại như vậy? Lý do tại sao Thái Phạm lại nói một điều là Bitcoin không thực sự đáng giá, giống như là những nhà đầu tư tài chính, những người hiện nay đang hết sức quảng cáo cho Bitcoin và rất là mong muốn là Bitcoin trở thành một đồng tiền thay thế trong tương lai, mà thay thế các đồng tiền của chính phủ. Là vì sao? Là vì bằng những dòng tweet của Elon Musk đã chứng minh hoàn toàn những điều ngược lại. Nếu như chúng ta để ý, chúng ta khi kinh doanh coin thì chúng ta hay gặp vào những cái thông điệp kiểu như này từ những người mà mua coin và buy the dip, bắt đáy rồi mua đầu tư holo dài. Chẳng hạn những người nói rằng Bitcoin rất là bền vững bởi vì nó đồng tiền kỹ thuật số, cho nên nó không tồn tại dạng vật chất, thành thử ra nó không bị hao mòn, rồi nó có tính di động, có thể chuyển từ ví người này qua ví người khác, nó có tính đồng nhất, do đó thì nó không thể bị làm giả. Rồi đặc biệt tôi đậm ở đây và tôi để nó lên cao, và vì hai cái đặc tính này khiến cho mọi người buôn Bitcoin cũng không khác gì những người buôn hoa lan va ở Việt Nam. Nó nói rằng là cái nguồn cung của Bitcoin là rất hạn chế, tổng cái số lượng Bitcoin có thể khai thác được nó vào khoảng 21 triệu Bitcoin thôi trên toàn thế giới. Và đây là nguồn cung hạn chế, và khả năng mà có thể là đào được cái Bitcoin, mining Bitcoin nó ngày càng giảm dần qua thời gian vì cái thuật toán. Và đặc biệt là với kỳ vọng là Bitcoin có thể thay thế tiền mặt đã thúc đẩy những nhà đầu cơ mua cái đồng tiền số này rất là mạnh, dẫn đến là hàng loạt, hàng trăm, hàng ngàn những cái đồng coin khác ra đời ăn theo cái đồng Bitcoin này. Đấy, nó là như thế. Ở đây thì tôi cũng xin nói với các bạn rằng là tuyên bố trách nhiệm của tôi là video này phục vụ mục đích giáo dục, hướng dẫn những cái bạn tham gia thị trường tài chính và đọc sách của Happy Life. Tôi không ý định khuyên nhủ mua bán, và các bạn hãy tham khảo video này để ra quyết định của riêng mình bạn nhé. Chứ không nói rằng là bạn mua bán và các bạn nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thế thì mình ở đây, mình nói tại sao lại có cái disclaimer đó và có cái tuyên bố trách nhiệm như vậy, và mình cũng bàn luận như vậy thôi. Bởi vì ai cũng nói rằng tôi mua Bitcoin là bởi vì tôi nghĩ rằng là đồng tiền này là đồng tiền thay thế cho tiền mặt, rồi đây là nguồn cung khan hiếm cho nên chắc chắn nó sẽ có giá trị. Chính bởi vậy khi mà các ngân hàng trung ương trên thế giới họ tăng cái cung tiền ra thì lúc đấy tiền rất là nhiều, không biết làm gì hết thì mọi người có thể đầu tư mua rất là nhiều thứ, nhà cửa, chứng khoán, trái phiếu, đầu tư vào doanh nghiệp. Rồi có những người thì mua hoa lan va, rồi có những người mua Bitcoin, có những người mua đồng Ethereum, hay là mua những cái đồng coin khác, ví dụ Binance hay là vân vân và vân vân. Thế thì mình cũng không nói là đây là mình chỉ trích hay là mình công kích ha, Bitcoin. Ở đây là một cái video mình nói rằng là đối với Bitcoin, nó thực sự có giống như là những người quảng cáo, những lời quảng cáo nói những đặc tính cơ bản và thực sự hữu dụng của Bitcoin mà người ta quảng cáo có thể thay thế tiền mặt, liệu nó có đúng thật không? Và chúng ta phải cảm ơn Elon Musk, bởi vì chỉ bằng những dòng tweet của ông ta đã khiến cho tất cả những cái đặc tính này của đồng tiền coin nó trở nên vô nghĩa. Là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta có thể nhìn vào đây, đây là các bạn, nếu mà các bạn lên trên mạng, các bạn sẽ đánh vào trong Twitter thì các bạn sẽ thấy rằng là Elon Musk sẽ có cái biểu tượng, đây là cái tích xanh, là một trong những tài khoản chính chủ của Elon Musk trên Twitter, có 100 ông follow 106 người và có 55,1 triệu người theo dõi Elon Musk.
Và mỗi dòng tweet của Elon Musk đều là ảnh hưởng tới thị trường Bitcoin rất là nhiều. Trong một cái thông báo lập lờ vào ngày xem nào, vào ngày 17 tháng 5 ngày hôm qua, thì CEO Tesla bóng gió rằng là công ty đã xả hàng toàn bộ số Bitcoin nắm giữ, khiến đồng tiền mã hóa này chạm đáy ngay. Ví dụ đây các bạn nhìn này, ngày hôm trước đó là nó đang test Bitcoin đang ở vùng 49.000, 50.000 một coin. Ngay lập tức khi mà Elon Musk thông báo cái thì giá của Bitcoin lập tức giảm khỏi cái mốc mà 50.000. Nếu so với mức 63.000, và thậm chí là có những lúc thời điểm Bitcoin đạt ở cái mức là 64.895 đô một coin, thì cho đến thời điểm này nếu mà chúng ta đo lường khoảng cách trên đồ thị, chúng ta nhìn đây này. Đây, chúng ta đo khoảng cách trên đồ thị là mức giá giảm Bitcoin hiện nay có lúc đã bay tới 35% giá trị rồi. Cho đến thời điểm này thì nó đang bay khoảng 30% cái thị giá, hay mọi người hay gọi là giá trị của nó ở trên đồng tiền số valuation. Và tỷ phú Elon Musk thực sự đã làm một cái việc, đó là mỗi một lần đăng lên là một lần khiến cho Bitcoin chao đảo. Thế tôi rất thích một cái câu nói mà của một cái người cũng là một người rất là nổi tiếng trên Twitter khác, ông tên là Peter Schiff. Ông nói rằng là thực sự nếu như Bitcoin mà Elon Musk tweet á, mỗi một dòng tweet của Elon Musk, if a single tweet của Elon Musk có thể có ảnh hưởng rất lớn đến giá của đồng Bitcoin. Vậy thì tại sao bất cứ có một cái người nào, làm thế nào một người nào đó có thể cân nhắc nó là một cái đồng tiền được? Huh? How can anyone seriously consider it to be money? How can Bitcoin be a safe haven assessed if a one-word tweet puts it at risk? Làm thế nào Bitcoin có thể trở thành một cái nơi để lưu trữ, giống như là một cái tài sản trú ẩn an toàn về tiền mặt, nếu như một dòng tweet có thể khiến cho cái đồng tiền này bị bán tháo, hay là at risk là có chịu tác động, chịu rủi ro. Và it should be clear by now that buying Bitcoin is gambling, not investing. Và đến thời điểm này có thể nói rằng là mua và bán Bitcoin và sử dụng Bitcoin, đó là một hoạt động cờ bạc chứ không phải là một hoạt động đầu tư. Thì điều này rất được tán thưởng trên cộng đồng mạng, và đặc biệt trên Twitter là có 3.000 cái retweet lại, đăng lại, và 16.100 người đã thả tim và comment, đến 2.700 comment. Và ông có hỏi nữa là mọi người đang nói rằng là mua bắt đáy, khi mà mọi người lúc ông đăng cái dòng tweet này là Bitcoin đang 46.000, ông bảo là nếu mà cứ mua bắt đáy, điều gì sẽ xảy ra nếu như nó tiếp tục cứ đâm đầu đi xuống? Và đến thời điểm này có thể nói rằng là cái sự hồi phục của đồng coin hiện nay mà các bạn nhìn thấy nó là một sự hồi phục tạm thời, bởi vì nếu như bạn đọc cái cuốn Nến Nhật, Tuyệt Kỹ Giao Dịch Nến Nhật, thì bạn sẽ thấy là như tôi nói rất nhiều lần trên điểm tin của cái cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính và Thịnh Vượng có 69.000 thành viên này, tôi nói các bạn rằng là gì, đây là những mô hình của những cái đỉnh núi. Người Nhật thì nó có mô hình 3 đỉnh núi. Thế đến thời điểm này có thể nhìn thấy ở đây, đó là gần như 3, thậm chí là 4 đỉnh núi. Thì cái việc giảm của Bitcoin nó là điều đương nhiên, bởi vì từ đầu năm đến giờ, nếu mà chúng ta tính, không cần tính từ đầu năm mà tính từ tháng 12, thôi được rồi, tính từ tháng 10 năm 2020, thì Bitcoin tăng gấp 6 lần trong một thời gian ngắn. Và vì việc nó điều chỉnh là điều chuyện đương nhiên. Làm gì có một cái đồng tiền nào tăng gấp 6 lần chỉ trong một thời gian ngắn? Chả có đồng tiền tệ nó như vậy cả. Cho nên tất cả những cái luận điểm mà của thế giới này đối với Bitcoin về cái chuyện có thể sử dụng thay thế cho tiền mặt, đấy là điều không tưởng. Và nó nói là nguồn cung khan hiếm, nó cũng đúng. Không đúng là bởi vì hiện nay nếu như tôi có hỏi một cái câu trên Google, tôi nói là how many bitcoins are there, thì hiện nay chính xác có 293 triệu kết quả được trả lại trong 0.92 giây, và cho biết rằng hiện nay đến thời điểm này tháng 4 thì là có 18.711.137,5 đồng bitcoin. Con số này sẽ không nhiều. Và nó nói rằng là con số này sẽ thay đổi mỗi 10 phút khi có những cái đồng coin khác được đào, được khai thác. Và kết quả này là kết quả và gần đây nhất. Thế thì còn nếu như chúng ta hỏi được bằng cái chữ Việt Nam á, thì vào tháng 3 năm 2021, hiện nay là đã có là 18,66 triệu đồng Bitcoin được khai thác. Tức là nó đã tăng lên khoảng 50 mấy nghìn đồng coin đó. Nhưng mà mỗi lượng coin thưởng cho mỗi khối hiện nay giảm dần,
Và hiện nay thì mọi người nói là 100 năm nữa thì sẽ không khai thác được đồng Bitcoin này. Bởi vì tối đa của nó thì chỉ có thể khai thác được 21 triệu đồng Bitcoin thôi. Ok, nó nói là tính khan hiếm và có thể thay thế được tiền mặt khiến mọi người đổ xô vào đồng Bitcoin. Tỷ phú Mark Cuban, tỷ phú Elon Musk, tất cả mọi người đều nói rằng tôi sẽ mua và không bao giờ bán Bitcoin cho bằng mọi giá. Nhưng mà mọi người nói ok, nó là đồng tiền có thể thay thế tiền mặt. Vậy tôi mới hỏi các bạn rằng là đồng tiền thay thế tiền mặt, bạn có muốn chấp nhận việc thanh toán mua nhà của bạn, mua xe của bạn, nếu như giá trị của cái đồng coin mà thanh toán cho xe của bạn nó giảm giá 30% chỉ trong vòng một ngày hay không? Nếu nó tăng thì không nói gì. Giả sử một cái xe điện Tesla là trị giá ở cái thời điểm mà cao nhất nó là 120.000 đô một coin. 120.000 đô một cái xe. Tức là mỗi cái xe hơi Tesla chạy bằng điện là trị giá 2 coin. Đó, đúng không? Là công ty ghi nhận là có 120.000 đô doanh thu bán được 2 coin. Ghi nhận là cái giá thị trường thời điểm coin đó là 65.000 đô. Thế chỉ trong vòng có mấy ngày, 2 tuần, 3 tuần, đồng tiền này nó rớt giảm xuống còn 44.000 đô một coin. Thế lập tức là gì? Thế cái tài sản của công ty ấy, tiền mặt của công ty tự dưng giảm 30% giá trị, 35% giá trị. Cái thời điểm cao nhất ấy, như tôi nói các bạn là thời điểm cao nhất nó giảm gần 35% giá trị. Thế thì bạn có nghĩ rằng là bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn sẽ chấp nhận là thanh toán bằng đồng coin hay không? Hay là bạn bán nhà? Giả sử một căn nhà của bạn ở California hay ở Austin, Texas hay ở Việt Nam, nó chỉ giá khoảng 1 triệu đô la. 1 triệu đô thì chúng ta cứ tính là 10 coin, nếu mà 60.000 đô là 600.000 đô đúng không? Thôi cứ tính là 1 triệu 2 đô thì nó sẽ rơi vào 20 đồng coin một căn nhà. Thế bán xong cầm 20 coin đem đi bán lại chỉ còn 44 đồng coin, bạn có cho người khác thanh toán sử dụng đồng tiền bằng coin để thanh toán mua nhà của bạn không? Điều đấy là vô nghĩa và không tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền muốn sử dụng đồng tiền vào trong lưu thông, nó phải có một cái sự ổn định nhất định. Ít nhất cái sự biến động của đồng tiền nó không quá lớn. Việt Nam mình chẳng hạn, như mỗi một năm cái giá trị thực tế của đồng Việt Nam mình chỉ giảm có 2%, 2 đến 3% không thôi. Mà IMF, chúng ta không nói IMF mà Mỹ đã cân nhắc chúng ta được coi là một trong những nước mà trước đây trong danh sách là tiềm năng điều tra về thao túng tiền tệ rồi. Cùng với Thụy Sĩ đúng không? Đấy, Trung Quốc thì được bị đưa vào danh sách thao túng tiền tệ bởi vì là cái đồng nhân dân tệ nó cố định, neo cố định với tỷ giá của đồng đô la. Và có những lúc mà để khuyến khích xuất khẩu thì đồng tiền Trung Quốc nó chỉ cần chênh lệch khoảng 3%, giảm 3% hoặc 2% là tạo một cú sốc lớn trên thị trường tài chính thế giới. Thế bây giờ một cái đồng tiền mà các bạn bảo là nó là đồng tiền, nó có thể thay thế tiền mặt, nếu mà mỗi một ngày nó swing mất mất 10% giá trị, mất 30% giá trị thì rõ ràng thì theo Peter Schiff nói và tôi cũng rất đồng tình, đó là nó không thể thay thế tiền mặt được. Vậy nó là cái quái gì? Cho nên là những cái bạn mà buôn đồng coin hay là những cái altcoin khác hay là gì đấy thì tôi không có chỉ trích ha. Cái đây là một cái video mà chúng ta là trao đổi với nhau thôi. Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái công nghệ blockchain là một công nghệ rất là tuyệt vời, và thời gian tới thì Happy Life cũng sẽ có những cái cuốn sách để giải thích mọi người dễ rõ hơn về blockchain. Cũng như cá nhân Thái Phạm sẽ có những cái video để giải thích cho mọi người blockchain là cái gì thực tế, để các bạn có thể hiểu nó và cái ứng dụng của blockchain technology vào trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, cũng như quản lý thông tin của người dùng, người dân và tất cả mọi thứ nó rất là tuyệt vời. Nhưng tuyệt đối về đồng tiền thì các bạn phải rất là cẩn trọng. Bạn mua cái đồng Bitcoin này chỉ bởi vì nó hạn chế thì tôi nói bạn nó không khác gì lan va. Rất nhiều người hiện nay đang tham gia vào cuộc chơi đi buôn cây hoa lan đột biến với cái niềm tin rằng là lan đột biến thì nó cũng hiếm. Hiếm cho nên nó sẽ có giá. Có những người xây dựng cả một cái vườn, nói cái cây lan này mấy tỷ, mua cả mấy vườn về, mấy nghìn mét vuông làm vườn. Rồi nói người khác là bây giờ bạn đang đi xe gì? Nên bán hết toàn bộ nhà cửa, xe cộ đi để đi nhà thuê, ở nhà thuê và mua cây hoa lan này đi, cứ cầm vào rồi thì nó sẽ tăng giá lên và sẽ mua được nhiều nhà, nhiều cửa hơn đâu. Tôi bảo đời làm gì dễ thế. Cây lan ấy, mọi người nói là đột biến. Thế nhưng mà những cái tiến sĩ khoa học nói rằng thực ra cái đột biến đấy thì có thể tạo ra từ phòng thí nghiệm. Tạo ra chứ không phải là trong tự nhiên. Và thực tế ra một điều nữa, đó là
nó không có giá trị nhiều như mọi người nghĩ. Mọi người mua hoa lan không phải để ngắm hoa và yêu hoa. Nếu như bạn mua hoa lan để chơi, để ngắm, để thưởng hoa thì nó là một cái việc tôi nghĩ rằng giá bao nhiêu nó cũng là không đủ. Cũng giống như một cái bức tranh hội họa đẹp của cũng rất là đắt tiền, giá trị và hiếm của Picasso, hay một số các bức tranh của các họa sĩ của Việt Nam được triển lãm tại Pháp thì bán cả mấy triệu đô. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Thậm chí có những bức tranh mà chả vẽ cái gì theo trường phái siêu thực, chỉ dùng cái bàn chân để mà vẽ lên thôi, thì người ta cũng có thể trả giá vài chục triệu đô dành cho những nhà collector, những nhà sưu tập, đấy là bình thường. Cho nên hoa lan của bạn cũng vậy thôi. Nhưng nếu mà bạn không phải là những người collector, người sưu tập thú chơi, và chơi là bởi vì bạn có một hiệp hội mua bán trao đổi qua lại với nhau, và những người đó sẵn sàng trả giá cao hơn và có giá trị cho cuộc sống này, hoặc là bạn thừa tiền, thì nó không phải là cái nghề dành cho bạn. Bởi vì bạn mua với hy vọng là sẽ có một cái người ngu nào đó, a full man, a full theory, là một người ngu nào đó sẽ đến và trả cho bạn cái mức giá cao hơn. Thì đó là cái cách vận hành của việc buôn bán hoa lan, cũng như cách vận hành hiện nay của cái đồng Bitcoin này. Tất cả mọi người mua coin hiện nay, theo ông Peter Strip và rất nhiều người, và tôi hoàn toàn đồng ý, là nó đơn giản là một trò gambling, đánh bạc. Nếu như bạn mua ở đây và một ngày nào đó đẹp trời nó lên lại vùng 60 đô thì bạn tự dưng có tăng 50% tài sản. Còn nếu như bạn mua ở một vùng 44.000 này, một ngày đẹp trời nó lại quay trở về nơi tình yêu bắt đầu, giống như tôi nói các bạn ấy, là chả biết được. Nhưng mà nhỡ là tình yêu bắt đầu của Elon Musk với lại Bitcoin nó là vùng 30.000 đô một coin thì có khi nó lại ở vùng này. Bạn mua ở đây thì bạn mất 30% tài sản nữa, 40% tài sản nữa của bạn. Bạn có 500 triệu bỏ vào thì bạn mất 200 triệu, ví dụ thế. Thì nếu như bạn mua, bạn đánh cược như thế thì hãy có một cái sự hiểu biết về cái trò cược. Đấy, chứ đừng bao giờ rủ rê người khác nói rằng nó là công nghệ của tương lai, đồng tiền của tương lai, hay là nó là cái gì đó rất là ghê gớm, hiếm, rồi nó có thể thay thế tiền mặt. Đừng dùng các lý luận đó, đúng không ạ? Bạn mua, bạn lời, bạn lỗ, đấy là việc của bạn. Và tôi hoàn toàn đồng ý là trong bất cứ một cuộc chơi tài chính nào, rủi thì chịu, lời thì hưởng. Và thực tế ra, hãy chấp nhận cuộc chơi đúng như tư cách nó là một nơi rủi ro đầu tư, kinh doanh, cá cược. Và bạn đặt cược dựa trên sự thông minh của bạn, đúng không? Và đồng thời bạn nghĩ rằng là cái sự cược của bạn có thể mang lại cho bạn một cái lợi nhuận. Bạn chấp nhận rủi ro cao, lợi nhuận cao, được không? Hãy chấp nhận nó như thế. Và đừng đem đồng Bitcoin ra để lòe người khác, nói rằng nguồn cung nó hạn chế, nó có thể thay thế được tiền mặt này nọ. Các đồng coin khác cũng vậy. Hãy nghĩ nó đơn giản là một trò gambling hợp pháp. Nó là một cái trò có thể không phải là tung xúc sắc, hơn nó hơi quá đà. Nó không phải là tung xúc sắc, nó không phải là tông đùng xu. Nó là một nơi mà mọi người có thể giao dịch tiền tương đối là thuận tiện. Và nó hiện nay thì không có cơ quan thuế nào biết được là giao dịch đồng coin kiếm được bao nhiêu tiền, và hoàn toàn không đánh thuế. Hiện nay thì Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra Binance để mà thu thuế của cái sàn Binance, thu biết bao nhiêu tiền giao dịch của người ta một tháng, một ngày. Và chính phủ Mỹ đang tìm cách để siết thuế của mấy cái sàn sàn như là Coinbase và Binance này. Thế nhưng mà hãy cứ nghĩ nó đơn giản là một trò chơi tài chính, và đừng thuyết phục người khác. Đừng đem ra cái câu chuyện khan hiếm và có thể thay thế tiền mặt để mà thuyết phục bạn bè của mình, rủ rê người khác tham gia vào cái đồng coin. Vì nó chả tạo ra giá trị gì cho xã hội cả, ngoài chuyện làm cho bạn giàu hơn, đúng không? Là vì nếu mà mua, nếu mà người khác tham gia thì đẩy nó lên, bạn bán đồng coin ra bạn có lời, người tham gia cuối cùng là một trò truyền lửa, truyền tay nhau. Và bản chất của nó là như vậy, và hãy hiểu nó đúng nghĩa như vậy. Và phải nói rằng là chúng ta cảm ơn Elon Musk rất là nhiều, bởi vì Elon Musk lúc thì nói là bán hết đồng coin, lúc thì bảo là này, nói cho các bạn biết rằng là tôi rõ ràng nhá, này, to clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. Và cũng đăng vào ngày 17 luôn, bởi vì sau khi đăng các diễn đàn đăng đàn chửi Elon Musk nhiều quá thì Elon Musk mới nói là để nói rõ ràng hơn là Tesla chưa bán bất cứ một đồng coin nào. Nhưng nó không đúng, bởi vì ông nói ông thu về 100 mấy chục triệu đô la, đúng không? Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo.
ông bán ông thu lời 100 mấy chục triệu đô la bằng Bitcoin, báo cáo tài chính của ông lời mấy trăm triệu đô la nhờ bán Bitcoin. Và ông lên đăng đàn ông nói rằng là ông phỏng vấn với CNBC, Bloomberg, ông nói rằng là tôi bán như vậy là bởi vì tôi muốn test thử, kiểm tra lại xem cái tính thanh khoản của đồng Bitcoin nó có được hay không. Ông bán xong ông lại nói thế, rồi bây giờ ông lại nói là chưa bán bất cứ một cái đồng Bitcoin nào. Ông đúng lươn lẹo, đúng không? Lươn lẹo vô cùng. Thành thử ra là gì? Cái việc mà khi các bạn theo dõi những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội này này, hiện nay Elon Musk không phải là thần tượng chỉ của một đất nước Mỹ, mà là còn giới trẻ của nhiều thế giới, của nhiều người trên thế giới, của nhiều người trên thế giới chứ không chỉ giới trẻ. Và số lượng người theo dõi lên tới là 55,1 triệu follower. Và bản thân Elon Musk là một trong người rất là đáng gọi là gì, rất là đáng trân trọng và đáng tôn trọng về các ý tưởng của ông liên quan việc thám hiểm sao hỏa và công ty ông xây dựng, cũng như cái Tesla. Thế nhưng mà mình đang nói là ở đây là gì? Cái sức mạnh ảnh hưởng của ông khi mà ông mua bán những cái tài sản tài chính mà ông đăng lên trên mạng và khiến cho mọi người quay cuồng với lại mà mua bán của ông giảm rồi tất cả mọi thứ này này, thì nó chứng minh một điều rằng là gì? Bitcoin nó là một một công cụ đầu cơ. Và Elon Musk bằng những dòng tweet đầy quyền lực của mình đã chứng minh một lần nữa rằng Bitcoin không phải là tiền. Bitcoin cũng không phải là nơi safe haven, là một nơi đầu tư mang tính chất là an toàn và có thể mua vào để đó. Và Elon Musk, cảm ơn và tôi nợ ông một lời xin lỗi vì nhiều khi ông có ý đồ muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng là đồng Bitcoin nó chỉ có ý nghĩa là đầu cơ đánh bạc thôi. Thực tế ra tôi hiểu như thế. Tôi mới nói rằng là thực tế ra là Bitcoin á, với những dòng tút của Elon Musk, nhiều khi Elon Musk rất ghét Bitcoin. Đấy, và ý đồ của ông sau khi mà mua bán và chấp nhận cho Tesla thanh toán bằng đồng Bitcoin, rồi sau đó là không cho chấp nhận thanh toán nữa, rồi nói là tôi đã bán, sau đó tôi chưa bán. Tất cả những cái đó tôi đang ngầm hiểu là Elon Musk nói với cả thế giới rằng là chúng mày cứ đừng ảo tưởng với Bitcoin sẽ là đồng tiền thay thế mọi thứ, hay Dogecoin đồng tiền thay thế mọi thứ. Tao nói thật với chúng mày rằng, là dùng ngôn ngữ nó dân dã thì tôi nói thật với các bạn rằng là Bitcoin chỉ là một cái đồng tiền để đầu cơ đánh bạc thôi. Tôi có thể điều khiển được nó, giá của nó tăng lên hay giảm đi là nằm trong ý chí của tôi. Ồ, kinh khủng không? Đó mới là cái ý thực sự của những dòng tweet này. Đây là một ý thực sự của những dòng tweet mà Elon Musk muốn chứng tỏ mọi người thấy rằng là gì? Elon Musk không phải nhân vật phản diện, Elon Musk là nhân vật chính diện ấy. Đối với đồng Bitcoin, chính diện là gì? Nó ra đồng đầu cơ thôi, tao có thể thay đổi giá của nó bằng những dòng tweet. Đấy, chúng mày không thấy à? Chứ có đâu phải là cái người mà phản diện nói là Bitcoin phải là đồng tiền thay thế của tương lai đâu. Ông nói thế đâu, ông bảo là đầu cơ mà, ông bảo là kiếm ăn được mà. Đấy, nó như thế. Cho nên mọi người hiểu nhầm rồi. Elon Musk thực sự là không yêu Bitcoin đâu, đang muốn chứng tỏ Bitcoin không phải là cái đồng tiền thay thế thôi. Chứ không phải là giải cứu giải đồ gì ha các bạn ha. Thì bây giờ nhìn cái đồ thị này thì tôi cũng chả biết như nào, mà nhìn như này thì có thể là nó sẽ tiếp tục cái quá trình rơi, tích lũy và lại rơi thôi. Thì dự báo thế, bởi vì có thể là dự báo của mình nó cũng đúng, có thể dự báo mình nó cũng không thực sự là chính xác lắm, bởi vì nó có tính xác suất của nó. Tất cả những cái chỉ báo giờ quá bán, nhưng mà nó hồi phục rồi cũng phải rơi thôi. Đấy, nó như vậy. Còn tất nhiên nó phụ thuộc vào ý chí của những cái tay to trên thị trường và tạo lập trên thị trường ha các bạn ha. Thì tôi mới làm cái video fun vui vui như vậy để cho các bạn thấy rằng là thực ra cái thông điệp của tôi gợi mở cho các bạn một điều là gì? Cái chúng ta cần phải trao đổi với nhau ấy, và gợi mở với nhau một điều, đấy là tham gia vào cái trò chơi nào thì bạn cũng phải học hỏi cái quy luật của trò chơi đó. Trò chơi nào cũng có cái luật của nó. Còn bạn bảo nó là vàng điện tử, nó là tài sản đầu tư, đấy là bạn nghĩ. Và việc của bạn là thuyết phục người khác nghĩ giống bạn. Và nếu nhiều người nghĩ giống bạn thì tài sản sẽ tăng giá. Còn bây giờ tôi có những người anh bạn trước đây đã thuyết phục được rất nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa và bỏ nhiều tài sản chơi lan va đột biến. Thì bây giờ mấy ông ấy tâm sự với tôi rằng là bây giờ đến thời điểm này là đã bỏ qua buôn sim số đẹp rồi, buông va rồi, không làm lan nữa vì nhiều người làm lan quá và đã bán được những cái giò lan giá rất cao rồi. Đấy, hết mốt thì người ta lại chuyển sang cái khác. Giống như các thương nhân của Trung Quốc hồi xưa bán đi mua lá hạt điều, rồi đi mua những cái nông sản Việt Nam vậy. Được mùa thì họ giảm giá, hết mùa thì
họ đẩy giá lên cao, họ mua vải được mua thì đẩy giá xuống thấp, còn cái vải thiều ấy mà mất mùa thì giá nó lên cao. Nó theo quy luật cung cầu, nó do là Trung Quốc có gom hàng hay không, thì cái này cũng thế, nó là do cái tính đầu cơ trên thị trường. Và thông điệp của tôi đó là bạn tham gia cái gì thì bạn phải có ăn có học cùng tôi, cái đừng nghe bất cứ ai, kể cả những người nổi tiếng, bao gồm cả chính tôi. Tôi cũng chả phải là người nổi tiếng gì, nhưng mà tôi cũng chả phải idol của ai, tôi cũng chả phải là người nổi tiếng gì, nhưng tôi thích làm những cái chuyên mục về tài chính với những góc nhìn rất đặc biệt theo cái cuốn mà điều quan trọng nhất, tư duy level 2 thinking, hay là tư duy bằng cái não lý trí, để giải thích những hiện tượng cho các bạn. Và bạn yêu thích thì tôi làm thêm, bạn không yêu thích thì tôi làm ít đi, nhưng mà tôi góp phần một cái tư duy phản biện cho mọi người, để mọi người hiểu rằng là đừng thần thánh hóa mọi thứ. Và những người nổi tiếng ở Việt Nam thì những ca sĩ mua, trước giờ tôi đã làm cái video đó, đó là bơm thổi và bơm và giật sập. Những cái ca sĩ trước bao giờ đã đầu tư Bitcoin, biết Bitcoin là cái gì đâu, các đồng ăn coi khác mua ăn coi là cái gì đâu, nhưng cứ nghe mua rồi đồng chó Shiba rồi đồng Dogecoin gì thú cưng gì, giống như kiểu đang shopping thú cưng ở trên mạng. Và con người đơn giản là gì, thấy cái gì tăng giá thì nhào vô, đúng không? Elon Musk thì cũng chỉ là một người bình thường thôi, có nhiều người follow, và ông chứng minh là ông có thể làm thay đổi mọi thứ. Elon Musk thì thực tế đến thời điểm này có thể nói là cái người quyền lực sau thời hậu ông Donald Trump ấy. Trên Twitter thì Elon Musk là cái người có thể thay đổi thế giới tài chính. Thứ hai, ở đây ông nói về đồng coin, chứ ông nói về cổ phiếu thì chắc là Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ siết ông rồi và cáo buộc ông ngay. Nhưng mà vì đồng coin chưa bao giờ được ai, chưa được bên cơ quan nào quản lý cả. Đấy, thì thực tế ra là chúng ta không nên tin vào những cái con người này, và chúng ta hãy đọc và sẽ xem nhiều cái ý kiến khác nhau, và đặc biệt hãy nắm vững cái technical analysis về phân tích kỹ thuật về cổ phiếu, phân tích kỹ thuật về những cái đồ thị, về giá, về khối lượng, về sóng Elliott, về Ichimoku, Kinko, Hayo charts, về nến Nhật, để chúng ta có thể hiểu rằng là thế giới này được chơi bởi những trò chơi gì, và thế giới này mọi người vận hành nó ra làm sao. Đặc biệt những dòng tin hay là cái hoạt động diễn ra của những nhà tạo lập bơm, thổi, đạp, đẩy giá, nó được diễn ra trước khi tin nó bắt đầu. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ bạn. Mọi thứ đều có quy luật. Việc của bạn đó là tăng trí thông minh của mình theo cái thói quen tốt hơn 1% mỗi nghìn những ngày. Tiny habits, những thói quen nhỏ, đọc sách, nghe và đọc hiểu, rồi tìm hiểu những cái thông tin trên mạng, hiểu được những thứ mà đang diễn ra xung quanh mình, để bạn có trở thành một người đầu tư tốt hơn và sáng suốt hơn. Dù bạn có buôn tranh, buôn tem, buôn đồ cổ, hay là bạn buôn Lanva, hay là bạn buôn Bitcoin, Ethereum, những đồng Binance, hay là những cái đồng khác, hay là cổ phiếu vân vân, nó cùng một mẫu số giống nhau thôi. Hãy nghĩ nó là một cuộc chơi, và nếu là một cuộc chơi thì bạn phải chấp nhận rủi ro liên quan đến nó. Hãy tìm hiểu về chúng thật là nhiều nhất, không đúng không sai, không nói rằng là tôi buôn cái đó là sai, tôi kinh doanh cái đó là sai, bởi vì sai hay đúng, kết quả cuối cùng nó được chứng minh cho bạn biết rằng là ok, bạn có kiếm được tiền hay không. Và nhưng hãy trở thành một người phát ngôn có trách nhiệm, và hãy hiểu được những gì diễn ra xung quanh mình. Đó là cái thông điệp cuối cùng của tôi trong cái video này. Và Thái Phạm ngàn lời xin lỗi Elon Musk, xin lỗi anh bởi vì hiểu nhầm ý của anh, xin lỗi anh bởi vì anh tưởng anh nhân vật phản diện, mà không ngờ anh nhân vật chính diện. Anh muốn cho thế giới hiểu Bitcoin bản chất thực sự là gì. Nếu bạn thấy thích video này, hãy like video này, hãy share video này, hãy comment ở phía dưới cho tôi biết bạn nghĩ gì. Và đặc biệt, nếu như chúng ta có duyên thì hãy gặp nhau trong Cung Phu Chứng Khoán. Khóa học sẽ diễn ra vào tháng 8. Hiện nay thì tôi bắt đầu chiêu sinh cho lớp học tháng 8, và hy vọng tất cả những hoạt động liên quan tới cái đại dịch ở Việt Nam chúng ta sẽ khống chế được. Và tôi có một niềm tin rằng là Việt Nam mình sẽ khống chế được đại dịch tốt, cũng giống như tất cả những cái đợt dịch trước đây, và hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Mong các bạn hãy giữ sức khỏe, thực hiện 7K, 5K của Bộ Y tế, và đặc biệt là không chủ quan, và có thể nghiên cứu thêm đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào những cái hoạt động mà có thể giúp bạn sinh lời. Tất nhiên, hãy hiểu cuộc chơi và hãy chia sẻ video này cho những người ta biết nhé, và subscribe kênh của Thái Phạm để mà có thể có những video sớm nhất, tốt nhất về kinh doanh, về đầu tư, về phát triển cá nhân, rồi về tài chính cá nhân. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Để đừng bỏ lỡ những video và thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập vào trang fanpage Thái Phạm, ấn nút thích, like, nhấn vào phần cài đặt theo dõi và sau đó bạn chọn yêu thích, favorites. Và nếu bạn muốn theo dõi Thái Phạm nhanh chóng và tiện lợi hơn, mỗi khi truy cập bằng điện thoại, chỉ cần vuốt nhẹ và chọn yêu thích cho bảng tin của bạn